Quý vị khán giả thân mến, sau một ngày làm việc căng thẳng thì Hương Giang rất thích ngồi xuống và cắm những bình hoa xinh xinh như thế này. Không chỉ vì khi mà chúng ta tỉ mỉ làm một công việc gì đó sẽ mang lại cảm giác thư thái, hay là hương hoa làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu, mà thông điệp ẩn sau mỗi một loài hoa luôn mang lại cho Giang cảm giác ấm áp và có động lực hơn trong cuộc sống. Như loài hoa cúc họa mi này sẽ có ý nghĩa về sự hiếu thảo, hay hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Giang rất thích một câu nói thế này: nơi nào có hoa nở thì nơi đó có hy vọng. Và những nhân vật trong chương trình ngày hôm nay, họ không bao giờ thỏa hiệp trước những chông gai trong cuộc sống. Họ lựa chọn vươn lên, sống mạnh mẽ như những loài hoa. Và địa điểm đầu tiên chúng tôi mời quý vị ghé thăm là một căn bếp đầy đủ sắc, hương vị của các bạn điếc. Chào các bạn, mình là Thức. Năm nay mình 30 tuổi. Bây giờ mình đang chế biến món thịt gà. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Phương. Hiện tại tôi 25 tuổi. Tôi làm đầu bếp được hơn 3 năm rồi. Hiện giờ tôi đang chế biến món salad. Xin chào các bạn, mình tên là Mạnh. Mình làm đầu bếp được 6 năm rồi. Mình muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp, nấu được tất cả các món ăn về gà, cá, heo. Tôi tên là Nguyễn Văn Thành, tôi 33 tuổi. Tôi có 11 năm kinh nghiệm làm bếp. Tôi đến đây lần đầu 3 năm trước với những công việc như là rửa bát, dọn dẹp và nhặt rau. Lúc ấy tôi chưa có cơ hội làm bếp. Trong quá trình làm việc, tôi đã học tập bằng cách quan sát những đồng nghiệp xung quanh. Lúc mới đầu, mọi thứ đều rất khó khăn, không có ai chỉ dạy cho tôi cả. Nhưng may mắn, ở đây tôi có những đồng nghiệp là người điếc. Từng bước chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó tôi có chủ động hỏi những người đồng nghiệp làm cùng, nhưng họ không biết ngôn ngữ ký hiệu. Chính vì vậy chúng tôi phải giao tiếp bằng giấy và bút. Nghe được nói được mình có thể gọi từ xa, nhưng mà làm với các bạn khiếm thính thì mình lại phải đi đến tận nơi. Có thể mình vỗ vào các bạn ấy, thể vỗ nhẹ nhàng. Có thể đối với mình vỗ bình thường thôi, như các bạn, đối với các bạn là rất là mạnh rồi. Căn bếp vốn được coi là nơi tổng hòa của nhiều yếu tố, từ văn hóa, cảm xúc cho đến khoa học. Và một người nấu ăn thực thụ là người biết vận dụng hết các giác quan cũng như cảm xúc vào món ăn của mình để làm sao đẩy nó lên mức độ thăng hoa nhất. Khi thính giác bị hạn chế, những người điếc sẽ sử dụng các giác quan còn lại để hoàn thành tốt công việc của mình. Sự kết hợp của hương thơm, màu sắc, kết cấu thậm chí còn mạnh hơn những âm thanh trong bếp rất nhiều. Bây giờ chúng tôi đang được học nấu các món về gà, bò, lợn thông qua kỹ năng quan sát. Dần dần tôi tích lũy kiến thức cho bản thân mình nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của những người xung quanh. Thịt gà chế biến với nhiệt độ 180 độ C, nướng trong vòng 20 phút, đến khi thịt ngả vàng là lúc thịt đã chín. Rau và hành xào lúc đầu trắng, sau đó tôi phải quan sát rau xào cho đến khi ngả màu đẹp. Nếu với cầu thủ bóng đá, đôi bàn chân là đôi bàn chân vàng, thì với người đầu bếp, đôi tay cũng là đôi tay vàng. Họ cầm dao, cầm dĩa, cầm thớt,
cầm các dụng cụ bếp của họ ít nhất là 8 tiếng, thậm chí có những người làm bếp cầm đến 10, 12 tiếng mỗi ngày. Và đó cũng là cách những bạn điếc rèn luyện độ cảm nhận, độ linh hoạt cho đôi tay. Đối với các món ăn nướng, xào, luộc thì chúng ta sẽ phải gia giảm gia vị cho phù hợp. Trong quá trình nấu ăn thì chúng tôi phải nếm thử. Phải ngửi được mùi gia vị của món ăn, họ có thể đưa cho những người bên cạnh nếm thử. Khứu giác giúp tôi biết được là món ăn có bị mặn hay không, món ăn có bị cháy khét hay không. Tôi cũng có thể biết được qua cái mũi của mình. Vì tôi là người điếc nên tôi sử dụng đôi tay, đôi mắt để quan sát. Tôi không nói được và cũng không nghe được. Tôi sử dụng những kiến thức đã học để làm việc trong bếp. Tôi dùng các giác quan của mình như ngửi, nếm để hoàn thành công việc trong bếp tốt hơn. Bây giờ công việc trong bếp rất vất vả. Tôi rất yêu thích nghề bếp và sẽ cố gắng gắn bó với công việc này. Tôi rất mong tương lai có nhiều bạn điếc khác trở thành đầu bếp giống như tôi. Tôi cũng muốn là người điếc đầu tiên của Việt Nam trở thành đầu bếp nổi tiếng. Trở thành một người tự chủ, sống có ích cho cộng đồng và không ngừng vươn tới ước mơ là những gì mà các bạn trẻ này đang theo đuổi. Lựa chọn công việc đầu bếp hay bất cứ công việc nào cũng như thế. Điều đáng trân trọng nhất là họ đang làm việc bằng tất cả sự đam mê, kiên trì và cẩn thận của mình. Quý vị khán giả thân mến, tạm chia tay với căn bếp đầy đủ sắc hương vị, Hương Giang mời quý vị tới với một không gian ngập tràn tiếng cười, nơi có những chú cá mập vui vẻ. Họ coi nhau như những người thân trong gia đình và giúp nhau cùng phát triển. Không cần dùng đến mực vẽ, những bức tranh này vẫn gây được sự chú ý với người xem bởi chất liệu rất đặc biệt. Đó là sự kết nối từ vô số những sợi dây đồng nhiều màu sắc. Người tạo ra chúng là chị Nguyễn Nhật Minh Phương, biệt danh Phương Uma. Minh Phương dành 14 năm tuổi trẻ của mình tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đây cũng chính là thời điểm đã tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa Phương và những người bạn khuyết tật. Do cái đam mê của mình đó là quấn dây, mình đi từ thiện nhiều 14 năm thì mình quyết định là mình có những cái chương trình mình làm cho người khuyết tật thì mình quyết định mình phải làm cái gì đó cho người khuyết tật. Thì cái ngành nghề này do mình sáng tạo ra và mình quyết định là truyền nghề nó lại cho người khuyết tật. Cách đây là 7 năm, khi mà chương trình cuối cùng mình làm cho riêng mình là chương trình bếp nấu ăn cho các bé khuyết tật. Thì ở khoảnh khắc đó mình thấy là cái việc mà nấu ăn cho các bé hay tặng quà Tết nó không giải quyết được vấn đề của người khuyết tật,
Vì sau đó thì các bạn vẫn trở về là người khuyết tật thôi. Thì mình có khoảnh khắc đó cũng quyết định là phải cho các bạn là cái cần câu để thay đổi cuộc đời các bạn. Và thế là công ty Shark Uma đã ra đời. 14 bạn nhân viên từ cả Bắc, Trung, Nam ở các dạng khuyết tật như khuyết tật vận động và điếc đang được Minh Phương chuyên nghề để hoàn thành một bức tranh dây đồng. Từ khâu lên ý tưởng đến thiết kế, tính toán đường đi của dây đồng, những loại dây đồng nào được sử dụng, cách cuốn dây đồng ra làm sao, phối màu như thế nào, cho tới bắt tay cuộn và cuối cùng là ráp sản phẩm. Nhân viên mới không chỉ nhận được sự kèm cặp của cô chủ Minh Phương mà còn được những nhân viên cũ hướng dẫn. Đủ tiêu chuẩn làm cho bên mình thực sự rất là dễ, không khó. Cái thứ nhất là mình cần cái tinh thần nghị lực, phải cố gắng. Chỉ có cố gắng mới thay đổi cuộc đời của bạn thôi. Cái thứ hai nữa, các bạn phải hiền lành. Mình gọi đây là cái thế giới nhỏ của những người tử tế, chỉ luôn nói lời yêu thương và tốt đẹp vào người khác. Hầu như vào đây các bạn hầu như không có nhiều bạn có năng khiếu đâu. Các bạn nghĩ là không làm được. Thì sau thời gian các bạn mình đào tạo, mình tìm ra được cái năng khiếu của các bạn ở mỗi lĩnh vực á, mỗi cách quấn khác nhau thì mình sẽ tìm ra bạn này phù hợp với cái gì và phát triển các bạn đó lên. Thí dụ như là với một cái bạn mà chưa bao giờ biết làm nghề, các bạn sẽ phải luyện tập rất nhiều, thì các bạn mình cho các bạn tập quấn như thế này. Đó, các bạn nếu mà quấn nhanh thì sẽ cân cho cả đội được, hoặc là có những cái bạn nào mà khéo tay á thì sẽ quấn những cái giai đoạn mà tỉ mỉ nó cần nhiều hơn và đưa vào giai đoạn làm cùng với mình. Có những bạn có thể là làm những cái sản phẩm mà ra nó rất là đẹp, phải luyện tập rất là nhiều. Mỗi người tới với mái nhà chung Shark Uma đều mang theo những câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung ở họ luôn là sự hết lòng với công việc này. Mình đến từ Tây Ninh. 2 năm trước biết đến cô Uma khi mà đang học ở trung tâm quận 3. Mình thấy cô Uma làm những sản phẩm bằng dây đồng rất đẹp. Sau đó mình đã xin cô vào đây làm. Công việc này gắn với mỹ thuật, thủ công nên mình rất thích. Cô dạy mình cách cuốn dây làm tranh và làm trang sức. Mình làm ở đây xong là lúc 6 giờ tối. Về nhà mình tập làm thêm đồ trang sức như nhẫn, dây chuyền cùng anh Quang và Việt. Mấy anh em cùng tìm hiểu việc làm với nhau. Ra trường mới bằng được, nhưng mà mình tìm kiếm việc làm khó quá, do là mình bị khuyết tật với lại mình không đủ chiều cao để người ta nhận, nên là mình cố đi tìm việc để làm, để nuôi sống bản thân mình. Vô làm mới là tay mình nó yếu lắm, bẻ yếu quá, nên là mình cảm thấy là chắc thôi rồi, chắc là mình làm việc này không được đâu. Uma nhiệt tình chỉ bảo mình và tìm mọi cách để tìm mọi công việc phù hợp với mình á. Mình làm cái gì sai là Uma không bao giờ là chê xấu hay là chê con làm sai gì. Uma tận tình chỉ bảo mình làm được là Uma khen đẹp, là mình cảm thấy mình phấn khởi lên, mình phấn chấn lên. Uma tạo cho mình nguồn động lực là mình làm đẹp càng ngày càng đẹp hơn nữa. Cái cốt lõi mình muốn xây đó là mình muốn tạo ra, đây là cái công ty, đây là cái nghề của người khuyết tật. Và các bạn sẽ phải tự lập hơn và khẳng định được cái giá trị của người khuyết tật. Và đó, các bạn lĩnh hội hết cái tâm huyết và cái món quà của mình dành cho các bạn. Trong không gian này chưa bao giờ thiếu tiếng cười. Họ đều coi nhau như những thành viên trong cùng một gia đình, coi nhau như những tấm gương để cùng chia sẻ, học hỏi ở nhau. Và để kết nối được cùng cả gia đình, tất cả các thành viên đều trang bị cho mình 4 ngôn ngữ ký hiệu. Từ từ, từng bước một, những chú cá mập của ngôi nhà chung Shark Uma đang xóa đi những ranh giới vô hình giữa người khuyết tật và người không khuyết tật, giữa những người điếc với người nghe. Những thành viên mà được gọi là từ các nơi về tụ họp lại thành một ngôi nhà chung này. Mà ngôi nhà chung này là luôn luôn lúc nào cũng gọi là có được tiếng cười rôm rã, lúc nào cũng có mùa xuân. Khi mà làm một bức tranh hoàn hảo thì phải cần đòi hỏi rằng những kỹ năng và những cái sự khéo léo, cái sự cần cù của các em thì có thể là thổi hồn được,
tạo nên được một cái sự sống động trong một bức tranh mới gọi là hoàn hảo được. Bàn tay ta có thể làm nên tất cả, và chúng ta phải có cái nghị lực và cái gọi là cái nghị lực sống, có một cái sự thúc đẩy mạnh mẽ, cái lý trí mạnh mẽ thì chúng ta mới vượt qua giai đoạn mà gọi là chúng ta thử thách. Một con cá mập nó vùng vẫy giữa đại dương hùng mạnh như vậy thì chắc chắn một điều rằng những thành viên của chúng tôi là những con cá mập phải có đầy đủ và sức khỏe để chúng tôi có thể vùng vẫy và bay nhảy ở ngoài đại dương mênh mông ngoài kia. Lúc trước mình hay suy nghĩ tiêu cực lắm, bây giờ là những cái tiêu cực đó dần dần nó tan biến hết rồi, mình luôn suy nghĩ những hành động tích cực và ý nghĩa hơn cho bản thân mình, trao dồi nhiều cái kinh nghiệm sống hơn. Cho ở đây có thầy với là các anh lớn hiểu biết dạy dỗ mình nhiều điều, mình cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Thật sự thì mọi người ở đây học hỏi lẫn nhau từ chính câu chuyện của chính mỗi người. Thì câu chuyện của người này lại là bài học của người khác. Và từ chính tấm gương của từng bạn thì tụi mình phát triển nhiều hơn. Mình nghĩ là mình là người học được nhiều nhất. Mình học được từ các bạn ở đây là cái nghị lực là không có gì là không thể cả. Và có những bạn tưởng như là chết rồi, cái nếu như mình chắc mình chết lâu rồi, mà các bạn vẫn cố gắng, các bạn sống và các bạn cho mọi người thấy là các bạn có thể làm được. Mặc dù cả thế giới này quay lưng với các bạn, nói với các bạn là không làm được, nhưng chỉ cần bạn đó tin là bạn đó làm được, bạn đó sẽ làm được. Và các bạn đó làm được điều đó. Quý vị khán giả thân mến, cuộc sống thì luôn đầy dẫy thử thách, và chúng ta không thể biết trước khi nào biến cố sẽ ập đến với cuộc đời mình. Thế nhưng chỉ cần còn thở và còn giữ lấy niềm tin thì cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Đó là những gì mà Tô Đình Khánh đã trải qua và luôn tâm niệm. Chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với chàng trai sống bền bỉ như những cây xương rồng. Đình Khánh sinh năm 1993, vốn đang khỏe mạnh, nhưng biến cố năm 25 tuổi đã mãi mãi lấy đi đôi chân của Khánh. Khánh bắt đầu cuộc sống của một người không chân. Mình sốc và mình cũng không nghĩ là mình phải chịu cái thử thách đấy. Mình cảm thấy lúc đó mình rất là bế tắc, mình cảm giác như là mình mất tất cả rồi. Cái điều mà làm cho mình gọi là nỗ lực và muốn gọi là vươn lên, muốn gọi là vượt qua được ấy, thì đó là cái động lực lớn nhất, đó là gia đình của mình. Thì lúc đó mình chỉ muốn là được sống thôi, mình chỉ muốn được sống là để được nhìn thấy bố mẹ của mình, rồi được thấy các em của mình trưởng thành, kiểu như Khánh đón nhận cái điều đấy là ok, mình bị như vậy rồi mình phải chấp nhận. Bây giờ mình phải làm sao đó mình sống vui hơn, cuộc sống mình nó tốt hơn, mình phải sống tích cực hơn, dù mình ok mình bị mất chân rồi. Nhưng mà Khánh nghĩ là Khánh vẫn còn đôi tay, Khánh vẫn làm được những cái việc mà trong khả năng của Khánh. Thì Khánh bắt đầu là dần dần Khánh lấy lại cái sự tự tin. Bây giờ mình không đi được bằng chân thì bây giờ mình đi bằng tay. Đi trong nhà thì mình cứ sử dụng đôi tay của mình thôi. Mọi sinh hoạt cá nhân, cơ thể của mình thì dần dần cũng quen kiểu như cái bản năng của mình vậy đó. Không có chân thì chắc chắn mình sẽ làm cách nào đó để mà mình có thể thích nghi được với cuộc sống. Thể dục thể thao xíu nha. Đấy, giờ thì Khánh tập đây, mọi người theo dõi nha. Hi. Hi. Cái lúc đấy là Khánh bắt đầu ra ngoài, Khánh không ở trong nhà. Mình vẫn cứ đi xe lăn, mình hiên ngang mình đi vậy. Ai nhìn sao kệ họ, ai nói sao kệ họ, mặc họ. Thế là mình cứ dần dần thì mọi người quen với cái hình ảnh của Khánh. Đó, thì may mắn một cái là cái năm 2019 thì Khánh gặp được anh Nick có về Việt Nam để mà diễn thuyết. May mắn được lúc đấy thì mình đang cần một cái điều gì đó để làm cho mình thay đổi, thì tự nhiên anh Nick xuất hiện. Mình thấy anh không tay không chân mà anh vẫn đi được mọi nơi, là anh nói rất là hay, kiểu như nó có thêm cho mình sức mạnh. Cái mà Khánh muốn là Khánh khao khát được sống, Khánh muốn là mình phải sống, và Khánh muốn mình tiếp tục làm những cái việc mà mình muốn. Khánh thì rất là thích đi du lịch. Từ khi mà Khánh đi xe lăn thì Khánh lại thích được xuống biển. Cái nơi mà Khánh đi nhiều nhất đó là Khánh có lẽ là Vũng Tàu. Có cái đường dành riêng cho người, lối đi cho người xe lăn xuống biển ấy. Thực ra là khi xuống thì cũng có nhiều người họ nhìn lắm.
mọi người xung quanh nhìn rồi thấy mình khác lạ, thấy mình một người không chân mà xuống biển ngồi đó nhìn ngắm biển thì cũng rất là lạ. Mình chỉ cần nhìn thấy mọi người rồi nhìn thấy nước, thấy biển như vậy mình cũng vui rồi. Khánh thì Khánh thích nhất là mỗi sáng mình ngủ dậy mình thấy mình vẫn còn mạnh khỏe, mình được nhìn thấy cái ánh nắng mới, rồi mình có một cái buổi sáng trong lành thì mình thích nhất vào cái việc đấy. Mình có thể là ngồi đọc sách hay là mình ngồi mình nhìn mọi thứ bên ngoài đó, nó xảy ra với mình đó. Đó, mình đôi khi mình chỉ cần mình ngồi một chỗ mình không làm gì hết đó, mình ngồi tầm nửa tiếng gì đó, nó giống như việc là mình ngồi thiền vậy, mình ngồi để mình ngẫm lại mình cái gì đó. Hai lần vượt qua cửa tử, Đình Khánh trân trọng mỗi ngày được sống. Chàng trai trẻ bước tiếp cuộc đời mình bằng nửa thân người còn lại. Hai tay vẫn còn khỏe mạnh, Khánh lại tiếp tục công việc bán hàng online theo đuổi đam mê kinh doanh. Từ khi Khánh mới bắt đầu á, là Khánh đã biết mình phải kiên trì với nó, nỗ lực với nó. Khánh hồi đó Khánh làm ngày làm đêm, bởi vì lúc đó mình cần phải nỗ lực, mình cần phải cố gắng thật nhiều, kết quả mới tốt được. Khánh coi những cái người khách hàng của mình là một người anh, người chị, coi như một người thân nào đó của mình vậy đó, và mình bán sản phẩm đó. Cho nên là đến bây giờ thì Khánh cảm thấy là công việc của mình rất là thuận lợi, được khách hàng họ tin yêu. Bên cạnh công việc kinh doanh online, Khánh tạo thêm những trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, đưa thông tin về những hoạt động thường ngày. Những câu chuyện xung quanh Khánh đã truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người. Xem ở những cái mạng xã hội thì Khánh có những cái thông tin về những bạn trẻ họ rất là tiêu cực trong cuộc sống. Và Khánh nhiều khi Khánh cảm thấy rất là đáng tiếc, bởi vì mình đã trải qua một cái biến cố rất là lớn, thế nên là mình có một cái gì đó nó trân trọng cuộc sống là nhiều lắm. Và Khánh mới cảm thấy là mình cần phải làm gì đấy. Sau đó là Khánh bắt đầu là Khánh chia sẻ những cái thông tin, những cái hình ảnh của mình lên Facebook, rồi các trang mạng đồ, thì tự nhiên là được mọi người đón nhận rất là nhiều. Xin chào mọi người, xin chào cô dì chú bác và toàn thể mọi người đang đến với kênh YouTube của Khánh. Sáng nay thì Khánh đang định nấu một cái món ăn. Là người thì giờ nãy giờ Khánh cũng làm việc ở kia, thì bây giờ để vào bếp nấu. Bây giờ là bắt chút hành tím, cà chua này dùng để nấu nước cho nó đẹp. Sau đó mình bỏ cà chua vào, nhỏ cho lên, nấu lẩu. Sau mình sẽ đun sôi cái này ra, mình kiểu như mình nấu nước dùng, mà nấu nước dùng cho nó ngon. Mọi người cảm thấy là một người không có chân như vậy nhưng mà vẫn có những cái suy nghĩ tích cực, những cái chia sẻ rất là lạc quan về cuộc sống. Thành ra là mọi người dần dần mọi người biết đến Khánh, và từ đó là Khánh cảm giác như là mình đang mang một cái năng lượng tích cực đến cho cuộc sống. Bé anh lên, bé. Ok. Rồi, let's go. Đi thôi mọi người. Khánh đã lên xe rồi, bây giờ bắt đầu là đi nha, mọi người đi theo với Khánh. Bây giờ là cho anh Vinh ra cổng nhà nè. Chưa đi được thì nay dạ, mai đi được chú ạ. Bố mẹ khỏi phải đẩy. Dạ. Tiến lên, đó, đẩy lên, đó. Né gạch nhanh. Điều khiển bằng một cái nút đây hả? Nút đó thôi. Thì dần dần mình cảm thấy đó một cái mà mình cảm thấy là mình đang mang lại được cho cộng đồng, mình mang lại cho cuộc sống này á, mình cũng thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà được mọi người đón nhận, mọi người yêu thương. Đơn giản Khánh nghĩ là cuộc sống của mình luôn luôn phải có những cái thử thách và những cái khó khăn sẽ đến để cho con người của mình nó trưởng thành hơn. Dù khó khăn thử thách đến thì cứ chấp nhận và sẵn sàng đón nhận với những cái thử thách đấy. Xin chào mọi người, hôm nay là chiều thứ bảy mọi người ạ. Mẹ Khánh đang đi mua quần cho Khánh đang mới về kìa. Mọi người là quần hai ống đúng không? Còn Khánh là quần không ống luôn. Bi tài như là cái may ba bố vậy đó. Cái ba bố đúng không ạ? Bây giờ Khánh sẽ mặc thử cho mọi người xem nha, xem nào nha. Giờ thì mặc đây luôn ha. Khánh mặc quần nó phải mặc năm mặc nha mọi người. Dài chứ nữa. Hơi dài. Dài đúng là có đâu thử được cái đó đâu. Phải được rồi. Ngắn quá xả cái này chứ. Mọi người thấy không? Mặc quần ok không? Giờ thì có là
niệm là một bức hình rất là đẹp. Hồi trước là xấu trang, bây giờ kiểu như là mình trưởng thành hơn, nhìn đẹp trai hơn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay của Khánh nha. Khánh thích một cây, đó là cây sơn rồng ấy. Khánh cảm nhận nó giống như mình, giống như bản thân của mình, giống như cái loài cây đó. Bởi vì sơn rồng thì thường thường mọc sa mạc và mọc ở nơi rất là khắc nghiệt đúng không? Thì nó kiểu như tượng trưng cho con này, thì sơn rồng nó tượng trưng cho cái sự gọi là vươn lên, rồi sự chịu đựng, sự gọi là kiểu như là nó chịu đựng mọi khó khăn của thời tiết rồi này kia, nó vẫn vươn lên, vẫn sống được. Thì giống như thì đó là Khánh thích cây sơn rồng đấy. Giống như Khánh, giống như mình, giống như cây sơn rồng mà dù khó khăn thử thách thế nào thì vẫn lươn vươn lên được, mình vẫn sống cuộc sống của mình vẫn tươi đẹp vậy thôi, vẫn cứ hướng về phía trước. Lắng nghe câu chuyện của Đình Khánh, Thương Giang cảm thấy bạn ấy không chỉ giống như một cây sương rồng mà còn giống như một đóa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về mặt trời, về nguồn sáng, về những hy vọng. Quý vị khán giả thân mến, bất cứ loại hoa nào thì cũng đều có giá trị của riêng mình. Và chúng tôi mong rằng tất cả quý vị khán giả của Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp sẽ luôn giữ nụ cười trên môi, tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cuộc hành trình vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại!